Khi mua trái cam, chúng ta đừng để ý sự bao gói che đậy bề ngoài, mà cần biết bên trong trái nào nhiều nước hơn. Để mang lại kết quả tối đa, chúng tôi đầu tư 95% về nghiên cứu và bào chế, dùng các nguyên liệu tốt nhất cho làn da của người Việt Nam. Hãy chọn lựa cho mình sản phẩm tốt, an toàn để bảo vệ làn da do chính bác sĩ bào chế cho người Việt Nam. Avoge by Dr. Kimberly, phương pháp dưỡng da an toàn. Mọi chi tiết về sản phẩm cũng như đặt hàng, xin liên lạc với số phone 1888 đẹp sang. Tại sao quý vị đã tốn nhiều mà lại thấy làn da càng ngày càng già hơn? Hãy bắt đầu dùng phương pháp dưỡng da an toàn Avoge để biết tại sao Avoge được nhiều người ưa chuộng. Quý vị chẳng những thấy mà còn feel được sự khác biệt ngay khi bắt đầu sử dụng. 1-888-337-7264, 50 người đầu tiên gọi vào sẽ được tặng một hũ kem chữa nhăn cho da mặt và da cổ, giá trị 80 đô. Bảo đảm quý vị sẽ hài lòng, cần đại lý khắp nơi. Kimberly xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã đón xem chương trình The Dr. Kimberly Show. Hôm nay, chúng ta sẽ có phần giải đáp về các câu hỏi là quý vị đã gửi qua email cũng như đã đặt câu hỏi khi quý vị gọi vào số miễn phí. Nếu quý vị có thắc mắc, muốn đặt câu hỏi, xin mời quý vị gọi vào số 1888 đẹp sang, tức là 1-888-337-7264. Cũng như email, email địa chỉ là drkimberly@kimberlyskin.net. Câu hỏi đầu tiên của chúng tôi ngày hôm nay, Kimberly xin đọc. Em làm nails lâu năm, em có vết nám trên da, đã 5 năm rồi. Những vết này càng lúc càng đậm. Em xem TV nghe nói bác sĩ Kimberly có sản phẩm trị tận gốc các vết nám trong da và ngoài da. Hôm nay em email đến bác sĩ nhờ bác sĩ giúp cho em để làn da của em được trở lại bình thường, không còn vết nám. Cảm ơn bác sĩ, rất mong sớm nhận được trả lời của bác sĩ. Cảm ơn chị đã email vào. Và câu trả lời thứ nhất là làn da này khi quan sát trên màn hình thì thấy làn da này có thể bị nám, loại nám trong da. Loại nám trong da là loại do làn da bị hư, đã bị bào mòn bởi hóa chất. Nhất là khi em làm nail, em cần phải thận trọng vì hơi hóa chất trong lúc làm nail sẽ ảnh hưởng đến làn da này rất nhiều. Là vì làn da đã nhạy cảm, không được bình thường và làn da này đang có triệu chứng như khô, ngứa, rát, khó chịu khi tiếp xúc với hơi nóng. Nếu muốn giúp cho làn da này, chị Kimberly xin mong rằng em gọi vào số miễn phí để hỏi thêm chi tiết về bộ cấu tạo da. Mình gọi là bộ cấu tạo da, nghĩa là build lại làn da. Đừng dùng những sản phẩm tẩy nhanh, đừng lột, đừng mài để giúp cho làn da này mau chóng hồi phục. Cảm ơn em đã email vào. Câu hỏi thứ nhì. Em là Thủy, xin bác sĩ giúp em trị vết nám hai bên gò má, kèm theo là hình ảnh. Nám hai bên má đã 3 năm, từ từ lan ra. Da gặp hơi nóng là da bị ửng hồng, da hơi khô, tuổi em là 42. Kính chào bác sĩ và em mong tin bác sĩ. Thưa chị Thủy, làn da này bắt đầu có nám, mà nám sẽ bao vây hết những chỗ bị mòn, bị hư. Làn da này đã tiếp xúc, nhìn hình thì thấy là làn da này đã có những dấu hiệu là làn da đã tiếp xúc với hóa chất rất nhiều. Bộ cấu tạo da cũng là bộ mà chị Thủy nên tìm để mua và bắt đầu dùng để chống hồi phục. Thứ nhất là những triệu chứng của làn da mà trong email của chị đã nêu ra, như là gặp hơi nóng, bị ửng hồng. Đó là một trong những triệu chứng của làn da đã bị bào mòn, làn da không khỏe. Chúng ta cần phải dùng cái chống hơi nóng cũng như là chống nắng. Nhớ là làn da này sẽ bị bắt hơi nóng và từ hơi nóng cũng sẽ mang lại thêm nám. Nên dùng bộ cấu tạo da. Một lần nữa cảm ơn chị đã email vào và chúc chị nhiều may mắn.
Câu hỏi thứ 3 hoàn toàn bằng tiếng Anh, Kimberly xin đọc nguyên thủy như vậy. Từ một người mẹ gửi vào về người con 13 tuổi. Dạ thưa, Kimberly xin dịch lại. Câu hỏi này là về một người con 13 tuổi và đã bắt đầu bị mụn từ tuổi 12 ở trên trán. Khi một người bác sĩ của cậu bé này recommend giới thiệu 10% benzoyl peroxide dùng mỗi ngày. Có lúc thì đỡ hơn, có lúc thì thấy không đỡ và còn bị tệ hơn. Và nó đã bắt đầu lan ra hai bên mặt cũng như là cổ. Và xin nhờ bác sĩ giới thiệu những kem gì cần phải xài. Cảm ơn. Dạ thưa, cảm ơn chị đã email cho Kimberly về cháu 13 tuổi. Thì phải nói là tuổi này Kimberly cũng không ngạc nhiên là tuổi này bắt đầu cháu bị mụn cám. Thì khi bị mụn cám thì mình sẽ expect có mụn bọc. 10% benzoyl peroxide nó rất là mạnh cho cái tuổi này. Và chúng ta nên dưỡng da, ngừa bệnh hơn chữa bệnh một khi đã có mụn cám rồi thưa chị. Là làn da hay chân lông, 20.000 cái chân lông đang bị hư và bị có chất dơ, chúng ta gọi là mụn cám. Không thể nào chúng ta làm sạch chân lông với 10% benzoyl peroxide. Benzoyl peroxide chỉ sau này chỉ sẽ làm cho làn da của cháu bị hư hại và gây ra nám vì sẽ bào mòn làn da của các em. Kimberly khi nào cũng khuyến khích con em đến hoặc là gọi đến để bắt đầu với cái bộ dưỡng da rất là đơn sơ như là nước rửa, oil control cũng như pore refining cream của phương pháp Apogee. Phương pháp Apogee sẽ giúp balance lại, mang lại sự quân bình giữa nhờn với khô để giúp chữa tận gốc bằng cách giữ sạch chân lông. 20.000 cái chân lông thưa quý vị. Và cái tuổi dậy thì là cái tuổi bắt đầu, có thể mỗi một cơ thể mỗi khác, có thể bắt đầu sớm hơn 13, có thể 10 hay 9. Cái tuổi preteen có thể bắt đầu có mụn, mà từ mụn cám sẽ thành mụn bọc. Cảm ơn chị đã email vào và đã đặt câu hỏi với Kimberly. Và kế tiếp là một email từ một người khách đặt câu hỏi là da của em bị mụn và da em nám gần 2 năm nay, hai bên mặt bị chân lông rất to. Em chữa trị nhiều nơi nhưng không hết, nay muốn nhờ bác sĩ giúp dùm cách nào và sản phẩm nào có thể xài được. Cảm ơn em đã email vào. Nếu quý vị nào email cho Kimberly, xin ghi chú tuổi tác để Kimberly có thể rõ hơn tình trạng làn da của quý vị. Qua hình thì Kimberly thấy người này cũng còn trẻ, em này cũng còn trẻ và làn da chân lông lớn, đó là nguyên nhân em bị mụn kinh niên. Nếu chúng ta có thể giữ chân lông thật sạch bằng cách dưỡng da sớm, balance lại, mang lại sự quân bình cho làn da giữa chất nhờn và chất khô, thì sẽ thấy làn da của chúng ta sẽ dễ dàng dưỡng cũng như chống mụn. Thì em nên dưỡng bằng cái pore refining cream của phương pháp Apogee. Và dĩ nhiên phải bắt đầu với một nước rửa thật tốt, gentle hoặc là herbal cleansing foam để giúp mang lại sự quân bình. Và chị sẽ recommend cái oil control để giúp balance lại chất dầu trên làn da và giữ cho làn da sạch mụn cám. Nếu chúng ta chữa bằng thuốc thì sẽ thấy thuốc nó chỉ làm chìm mụn mà thôi. Chân lông vẫn bị hư, chân lông vẫn có mụn cám, tất nhiên là chất dơ, và đồng thời chất dầu không được balance. Như vậy thì sẽ có mụn kinh niên. Chị cảm ơn em đã email vào và đặt câu hỏi với chị. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình. Khi trở lại, Kimberly cùng quý vị sẽ trò chuyện với cô Kiều Trinh về đề tài quan niệm không đúng của phụ huynh về cách dưỡng da cho con em. Khách thường hỏi nhãn hiệu nào tốt cho làn da. Kimberly thường trả lời, đừng mua nhãn hiệu, nên chọn phương pháp chữa trị cho làn da. Mình phải biết sản phẩm từ đâu tới và người đứng sau lưng sản phẩm có sự hiểu biết về bào chế
và chữa trị cho làn da của mình hay không? Aboge by Dr. Kimberly, phương pháp dưỡng da an toàn. Mọi chi tiết về sản phẩm cũng như đặt hàng, xin liên lạc với số phone 1888 đẹp sang, tức là 1888-337-7264. Khi mua trái cam, chúng ta đừng để ý sự bao gói che đậy bề ngoài, mà cần biết bên trong trái nào nhiều nước hơn. Để mang lại kết quả tối đa, chúng tôi đầu tư 95% về nghiên cứu và bào chế, dùng các nguyên liệu tốt nhất cho làn da của người Việt Nam. Aboge by Dr. Kimberly, phương pháp dưỡng da an toàn. Mọi chi tiết về sản phẩm cũng như đặt hàng, xin liên lạc với số phone 1888 đẹp sang, tức là 1888-337-7264. Nếu quý vị cần tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly tại 6 địa điểm của Thẩm mỹ viện Kimberly: Westminster, San Jose, Houston, Arlington, Garland và địa điểm mới nhất là ở thành phố Atlanta, xin gọi ngay 1888 đẹp sang, tức là 1888-337-7264 để được tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly. Khi mua trái cam, chúng ta đừng để ý sự bao gói che đậy bề ngoài, mà cần biết bên trong trái nào nhiều nước hơn. Để mang lại kết quả tối đa, chúng tôi đầu tư 95% về nghiên cứu và bào chế, dùng các nguyên liệu tốt nhất cho làn da của người Việt Nam. Aboge by Dr. Kimberly, phương pháp dưỡng da an toàn. Mọi chi tiết về sản phẩm cũng như đặt hàng, xin liên lạc với số phone 1888 đẹp sang, tức là 1888-337-7264. Kimberly xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình The Dr. Kimberly Show. Đề tài ngày hôm nay, Kimberly sẽ nói về quan niệm không đúng của phụ huynh khi dưỡng da cho các em. Xin mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện với cô Kiều Trinh cùng Kimberly. Chào cô Kiều Trinh. Chào Kimberly. Khỏe không? Dạ, con khỏe. Dạ. Còn cô sao ạ? Dạ, thưa khỏe, rất là vui mình lại được gặp nhau, lại được gặp khán giả trong một cái show ngày hôm nay. Xin chào quý vị. Kimberly xin kính chào quý vị. Cô ơi, ngày hôm nay con có một cái đề tài con muốn chia sẻ với khán thính giả của chúng ta và cũng sợ nhờ sự góp ý của cô. Đó là cái đề tài về quan niệm của phụ huynh khi nói đến dưỡng da, những cái hiểu biết không được đúng khi nói đến dưỡng da cho con em của mình. Dạ. Đây là một cái đề tài rất quan trọng, xin Kimberly nói rõ hơn. Dạ thưa cô, nhiều quý vị sau 25 năm tham khảo da trực tiếp mặt đối mặt cho từng người một, Kimberly để ý rằng nhiều quý vị đưa con em đến tham khảo khi làn da đã bị mụn, bắt đầu bị những cái mụn lấm tấm đầu đen mà gọi là mụn cám, cũng như là những cái mụn mà bọc là mụn mủ đó. Dạ, thì Kimberly nghĩ rằng cái psychology, cái lối suy nghĩ cũng muốn nhờ cô giống như là cho con hiểu thêm về cái lối suy nghĩ của phụ huynh. Nói chung là thời nay cũng như là thời xưa, phụ huynh nghĩ rằng làn da không có, như là làn da của trẻ em còn nhỏ quá, còn trẻ quá, còn non quá. Thế theo bác sĩ Kimberly thì tuổi nào là tốt nhất hay là đúng nhất để mà đi tham khảo về da? Dạ thì khi mà đến với Kimberly rồi đó, thì quý phụ huynh đều muốn chữa trị cho con cái. Tuy nhiên là tại sao mình chờ đến răng hư rồi mình lại đi chữa, phải không ạ? Thì khi nào Kimberly cũng nói là ngừa bệnh hơn chữa bệnh. Đó là mục đích của cái show ngày hôm nay, là Kimberly muốn cho nêu ra những cái quan trọng về vấn đề dưỡng da, bảo vệ làn da trước khi làn da bị hư. Mà khi nói đến mụn thì cô biết là nó sẽ mang đến thẹo, vân vân, thẹo rỗ, thẹo đủ thứ thẹo hết. Khi cô có nghĩ rằng dưỡng da là cái quan trọng, thì con nghĩ là cho cá nhân cô thì chắc chắn câu trả lời là khác, nhưng mà nói chung là những phụ huynh người Việt Nam có cái quan niệm là làn da của con tôi còn non quá, tôi không muốn cho nó dưỡng. Thì cô nghĩ rằng cái đó đúng hay sai? Con thấy phần lớn đến với con là đều nói như vậy hết á. Vâng, thì mình nói đúng hay sai thì cũng khó để mà nói, nhưng mà thật sự ra đó thì lẽ dĩ nhiên là phải có dưỡng thì mới có tốt, hay phải có giống như là trị bệnh đó,
giống như là phòng bệnh còn hơn là đi trị bệnh, phải không ạ? Yeah. Có dưỡng da thì tốt hơn là để cho đến khi mà nó có da nó trở thành bệnh, yeah, hay trở thành rồi lúc giờ mới đi dưỡng thì lẽ dĩ nhiên là nó khó khăn, thì da cũng như vậy, cũng như là bệnh vậy đó. Thì theo con nghĩ là nếu mà phụ huynh nào cũng nghĩ như cô thì con không có lên đây ngày hôm nay để nói về cái đề tài này. Thưa cô, nhưng mà cô biết sao không, thường là quan niệm của họ là như thế này, là con tôi nó còn nhỏ quá và có thể là khoảng 18-20 tuổi ấy, một khi nó có mụn rồi đó, là cái lúc mà nó giống như là không cách nào nữa thì tôi mới cho nó dùng kem, dùng thuốc, phải không, là có thể họ đi thẳng từ, thay vì dưỡng da họ đi thẳng đến chữa trị luôn. Không biết dưỡng là cái gì. Thì Kimberly đôi khi cũng phải hỏi, đặt câu hỏi ngược lại họ là: dạ thưa cô, hay thưa anh, nếu như vậy thì con anh đánh răng hồi tuổi nào, lúc nào, phải không? Thì ai cũng nói chỉ dĩ nhiên con tôi nó đánh răng hồi nó có răng. Đúng rồi. Con nói như thế này, con nói: dạ thưa anh, đánh răng cho nó hay chị đánh răng cho nó còn trước khi nó có răng nữa, chứ chua như vậy, chắc chắn như vậy. Thì đôi khi nó chỉ mới có cái níu răng thôi, mà mình đã đánh răng cho nó rồi, vậy đã đánh cái níu rồi, phải không ạ? Thì con hay nói với khách là con nói cho họ hiểu, tại vì ai cũng hiểu về răng mà không ai hiểu về da. Và răng thì mình có 32 cái răng, còn da mình có 20.000 cái chân lông. 20.000 cái chân lông, mà con nghĩ đi, con nói con không biết nói làm sao để cho mọi người hiểu, mà đây là một cái đề tài mà con thấy là con cứ phải, khi nào mà nói tiếp xúc với phụ huynh mang con đến để tham khảo về chữa trị mụn, đó, đều con cũng phải đều bắt đầu với là ok, dưỡng da nó dưỡng thì như thế nào. Khi nào con cũng có câu trả lời, phụ huynh đều nói nó đâu có dưỡng đâu, tại nó còn trẻ quá. Đúng rồi. Nên là con mới nói ngày hôm nay con muốn nói rõ là cái tuổi mà nói dưỡng da đó là lý tưởng nhất á. Đây con trả lời câu hỏi của cô nha. Là lý tưởng nhất là cái tuổi preteen. Tất nhiên là khoảng 9-10 tuổi, tùy theo cơ thể của mọi người thôi. Mỗi một người nó mỗi khác. Có người họ theo, họ trải qua cái gọi là cái tuổi preteen là tuổi dậy thì á. Có người sớm, có người muộn, cô đồng ý không ạ? Đúng rồi, có người thì 12 tuổi là dậy thì, có người 15 tuổi, có người thì 10 tuổi. Đúng rồi. Con nghĩ rằng người nào cũng cỡ 10, 12, 13 là vào cái tuổi dậy thì. Tất nhiên nói về da đó, cái lĩnh vực về da đó, thì con phải nói là cái tuổi đó là cái tuổi mà tiết ra chất dầu nhiều nhất. Được không? Hay là bắt đầu tiết ra chất dầu, không phải nó nhiều nhất nhưng mà nó bắt đầu tiết ra chất dầu. Còn cái tuổi 8-9 đôi khi mình nghĩ ô nó còn là baby mà. Nhưng mà cái cơ thể của mỗi người mỗi khác, cho nên mình phải căn cứ theo cái làn da của từng đứa một. Nếu mà nó bắt đầu tiết ra chất dầu, chứ không phải mình nhìn cái mụn cá. Mình nhìn mụn cá là lúc đó là không phải too late, nhưng mà lúc đó đã bị hư rồi. Đúng rồi. Thành ra con khuyến khích tất cả phụ huynh á, là dưỡng da và nêu ra cho các cháu hiểu về cái T-zone, là cái chỗ mà mình phải nói cái từ gì mà cho các cháu nó hiểu chứ cô. Cái chữ T-zone là cái zone mà cái area zone, cái khu mà khu vực mà nó hay tiết ra cái chất dầu á. Dạ đúng rồi. Tại vì có tuyến dầu nhiều nhất đó. Đó thì con hay nói chứ rửa T-zone nhớ nha. Đó. Thì nhớ rửa T-zone cũng giống như nhớ đến răng, nhớ rửa mặt. Theo bác sĩ Kimberly đấy, thì cái sự ăn uống đó có ảnh hưởng gì tới da không? Dạ thì nhiều người phụ huynh đưa đến là khi nào cũng nói chứ cô nói nó giùm tôi đi, nói nó ăn đồ ăn thế này kia. Con nói dạ thì hết tất cả, nên tất nhiên là đừng ăn french fries, đừng ăn đồ chiên, đừng ăn những cái mà đồ hộp vân vân, phải không? Nhất là mình sống pizza. Ở bên Mỹ này đó, mình sống ở bên Mỹ này thì nhiều người ăn đồ hộp, ăn McDonald's, ăn khoai chiên rồi ăn đúng đồ vậy. Khô không à? Thì con cũng hay nói là tất cả những cái gì fresh, đồ ăn tươi, là không có phải, mình không có dùng chemical hóa chất hay là preservative, đồ đó là tốt hết. Nhưng mà nó không có chữa mụn cho mình. Để hôm nay nhân tiện chia sẻ với Kimberly, và đồng thời cũng lát nữa chắc cũng muốn chia sẻ với các quý vị đang coi cái show này đó, là Kiều Trinh có một cái lối uống đó, rau tươi đó, để giữ gìn sức khỏe của mình cũng như là giữ gìn da đó. Bởi vì nếu mà cái gọi là cái da của mình nó cái trong người cơ thể mình nó mát đó, nó tươi đó, thì là cái da của mình nó khỏe. Thành ra để mời Kimberly là ra kia để mình chia sẻ với lại các quý vị là Kiều Trinh dùng những loại rau gì hàng ngày và để giữ gìn cho cái da của mình nhé. Cảm ơn cô. Vâng, để mời Kimberly. Hôm
nay là xin chia sẻ với Kimberly cũng như là xin chia sẻ cùng quý vị là đây là cái quầy hàng của Kiều Trinh và những cái món rau mà hàng ngày Kiều Trinh dùng nó là gồm 7 món. Thứ nhất là cái ngò tây, yeah, parsley. Cái thứ hai đó là một cái bó kale, tức là cái rau salad quanh quanh. Yeah. Vâng. Cái thứ ba đó là độ 3-4 nhánh celery, cũng là xanh. Cái món thứ tư nữa là trái táo, mà dùng táo xanh, chứ không có dùng táo đỏ. Yeah. Bao nhiêu trái cô? Dạ, một trái một thôi, trái. Một trái thôi. Uh-huh. Vâng. Và cái thứ năm nữa là cái trái dưa leo. Và hai trái cà rốt, vâng, yeah, với lại một trái ớt xanh. Ớt xanh vâng. Thế thì tổng cộng là mình có 7 món. Nhưng mà nhiều khi 7 cái món này đó nó chất xanh nhiều quá, uống nó hơi đắng. Dạ. Yeah. Vâng, thì nhiều khi nó hơi khó uống nên là mình cho thêm cái dứa vào độ cho nó ngọt. Độ một nửa trái dứa nó thơm. Yeah, thơm. Nó thơm vào thì nó dễ uống lắm. Yeah. Vâng. Thì mình xay mỗi một ngày đó là mình xay một cái bình như thế này. Yeah. Bình đầy như thế này, bao nhiêu thứ đã xay ra được một cái bình đầy. Xay một lần. Xay một lần được cái bình đầy. Yeah. Thì mình uống cả ngày. Thế buổi sáng thì mình uống một ly, còn buổi chiều về mình lại uống thêm một ly. Kimberly người thử mà xem cái mùi thơm lắm. Thơm đấy. Ngọt ngọt. Mình uống xong mình nghiền. Yeah. Uống cũng dễ nó... uống cho các cháu ạ. Vâng. Yeah. Không những là nó tốt cho cái vấn đề tiêu hóa. Yeah. Mà nó còn tốt cho da mình nữa. Thành hy vọng là quý vị khuyến khích cho mọi người trong gia đình, nhất là các em hãy còn trẻ, nên uống cái này một ngày. Nó tốt hơn không những là cho cơ thể vấn đề tiêu hóa mà là còn vấn đề diet nữa. Tại vì uống cái này xong 3-4 tiếng đồng hồ sao không thấy đói Kim ạ. Rất lý tưởng. Dạ thưa, con cảm ơn cô rất nhiều cho cái tip ngày hôm nay. Dạ. Và rất tiếc chúng ta đã hết giờ thưa quý vị. Kimberly rất cảm ơn quý vị đã xem chương trình Dr. Kimberly Show ngày hôm nay. Và xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Con dạ, cảm ơn cô xin nhiều. Chào quý vị. Chào Kimberly. Khi mua trái cam, chúng ta đừng để ý sự bao gói che đậy bề ngoài, mà cần biết bên trong trái nào nhiều nước hơn. Để mang lại kết quả tối đa, chúng tôi đầu tư 95% về nghiên cứu và bào chế, dùng các nguyên liệu tốt nhất cho làn da của người Việt Nam. Aboge by Dr. Kimberly, phương pháp dưỡng da an toàn. Mọi chi tiết về sản phẩm cũng như đặt hàng, xin liên lạc với số phone 1888 đẹp sang, tức là 1888 337 7264.